Dạ. Dạ. Bồn cơm nấu. Để ngủ. Gần nướng chảo bán đi là gần bao đi đây. Đội mũ đi, anh đội mũ đi. Ô mi khăn dầu đầm có bao bao đây nhỉ? Nói là gì cả đầm thế. Thank you.
Đây mùa lồ then, nhiều lồ then lắm của còn hàng mấy đám nữa cơ. Bắc Sơn Bà Thắm ạ, đồ then Bắc Sơn. Anh đi chơi rồi. Hả? À, các đang xuống. À, múa nhưng mà chặt hết rồi. Chặt hết đi. Rồi múa cái gì? Đời người ăn chay đã đầy hết rồi. Nhiều lắm, mùa này mùa đông mùa lẩu then, nhiều lẩu then lắm. Áo cải cải kia là 25 tháng 10 làm. Ờ. Báo cải cải bên ngoài. À. Bà cũng yêu lắm, mình không biết có qua đến lấy không. Ừ. Chỉ làm xong được còn mấy hôm là xong rồi đỡ. Để đỡ. Ừ. Không là phải chờ 2 năm mới được làm á. Hoàn toàn. Bên huyện Bắc Sơn, đầu tiên là bên huyện Bắc Sơn. Tham gia lâu việc cứ đầu. À, tân lập. Tân lập Bắc Sơn. Cái này đèn quá, phải cho sáng tí nữa. Đây, xem vào chính là nó mới sáng. Đây. Thank you.
Ông mà nam mà đi quần nè, ông mà đi quần ngắn nè. Đi được, ngựa bộ đông béo lắm. Béo lắm, ngựa mùa đông béo lắm rồi. Được rồi. Cho nhà tướng xin, cho nhà binh xin thôi. Cho nhà binh. Thank you.
Khánh ơi, Khánh ơi, ở tài mua mày. Ông Túc, ông Túc. Mẹ đồng cai mạ, độc độc tứ phương chuyển lần tư xứ. Rượu gì đây? Đây đây, cái kia là cho chúng nhận qua thôi. Cái này mới phải này, cái này là đúng rồi. Lâu hoàn nà, thôi. Cái này được, bây giờ mới rượu. Đây là tôi rồi. Vào lấy lộc đi học giỏi. Đúng là cái xác hồn kia rồi. Nó còn ít đâu. Dạ, nhà tướng ban phát bổng lộc. Nè, hương lên tâm khu thôi. Nè, lên hương tâm khu ra đường. Đi vào hết đi, nó chỉ lấy hết rồi. Ủa lại lầu thén người khác rồi em ạ.
cái đám đầu then hôm nọ xong rồi, bây giờ đám then khác rồi. Lầu then ở bên Bắc Sơn. Mùa này mùa lầu then mà Thủy ơi, còn mấy đám nữa cơ, 2-3 đám nữa. Anh vừa làm rồi, vừa làm năm ngoái xong không làm nữa, không có điều kiện làm rồi em. Lầu then nhà bà Niên. Nó dùng áo no của chứ Hiền, à, nó
tông luôn. Ờ, đừng như tông luôn. Cứ thể đi nè. Con thể đi để bộ vào đa lực này. Có chứ, tông tuôn đấy chứ. Nào, đưa mất bán hồ lúc cũng có thể ở dùm mắt hết mà. Ở đây không có bớt đâu. Ây, trời. Chắc, chắc. Đấy. Bây giờ là đến tướng nào xuống? Là tướng bà thư với tổ thư không? Bây giờ đến tổ thư nào? Bây giờ là tổ thư Phạm Đạo. Bây giờ Phạm Đạo. Bà Phạm Tín lúc nãy là bà thư hiệu là gì? Cái người trình hồn. Hả? Bà thư hiệu cái, bà thư cái người trình hồn. Cái gì trình hồn? Tư hiệu trình hồn. Tư hiệu trình hồn. Là tôi thường trình hồn, tôi thường trình hồn. Hiểu chưa? Nhưng mà không biết là ông nào xuống đi. Có gần thằng này mà. Bắt đầu à? Giờ nào? Nào không? Mày này, chắc là nó bỏ rồi. Ta đi năng kéo đường tướng y mới có nghe. Chà cho má. Ấy không vứt đi à anh? Để đấy nó khác cháy hết lại vứt đi ấy. Để đấy nó khác cháy hết lại vứt đi. Tí nó khói. Tí mình lại sử dụng cái ống kia. Ông nắm dao kha rồi, ông nắm mà chuẩn bị dao kha rồi. Ông nếu mà ông mua rồi, ông đông cân mà đấy rồi. Đông cân mà đấy. Giỏi lắm rồi.
dục khá lòng nằm bên bắn này xóa xóa bắn áo khăn mà xích là đấy thôi. Công lùng mà vẫn tay mà hùng thôi. Hơi chứ vẫn tay bắn này còn là nó tay. Thuốc chua chứ nó phải bắt đầu. Chắc là nhà mình tối thư tên mà nhà mình tối thư cho tăng lên. Pet chua mà, pet mà hùng. Nhà phố mà, nhiều lắm. Thank you.
Tiệm mà làm này. Sâm tám mê không dùng này hòm này. Hà Giang về đấy. Mua Hà Giang là người bệnh thôi. Lào Cai. Mẹ mà. Ở Lào Cai đấy. Có cho ngựa vào tàu thôi. Em đi là lâu ăn, bắt đứng đi là lâu ăn. Bắt đứng đi là lâu, diệu. Đây Trung Quốc này, màu hồng lắm đấy. Dạ. Một thứ kim dạ. Chết đưa dạ Trung Quốc đây. Gà hẹn cho tôi nhà Trung Quốc đây. Hay gà cái để xì gà đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Năm nay là đồng đồng án là lâu là... khá lâu năm rồi, mà bây giờ nó là có loại thuốc mới để chữa thuốc loại mới. Có một khi mới lên một đấy là một loại nữa nhỉ? Chị gà cô gái chứ. Loại thuốc Tây à, thêm thế. Loại thuốc Trung Quốc về đấy. Mà lập trong dòng mà lập án cho bao nhiêu tầng cầu đấy.